Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Linh Let's Learn. Chúng ta tiếp tục học các cái nội dung của Unit 1. Và bây giờ chúng ta vẫn đang ở phần A Closer Look 1, ở phần từ vựng. Phần từ vựng này chúng ta đã làm 3 bài tập rồi, 1, 2, 3 rồi, thì bây giờ sang bài tập số 4 này. Đó, các bài tập đó ta đưa lên kênh hết rồi. Thế thì trong bài tập số 4 này là gì? Người ta đề nghị mình là hoàn thành cái bài văn ở dưới đây, cái đoạn văn ở dưới đây, bằng việc điền vô mỗi cái chỗ trống của nó là gì các bạn? Một từ cho nó phù hợp, một từ phù hợp từ cái hộp này, 6 chữ tương ứng với 6 chỗ trống này, các bạn thấy chưa? Từ 1 đến 6 chỗ trống. Và bây giờ để tiết kiệm thời gian các bạn, mình chỉ điền vô rồi sau đó mình sẽ giải thích, mình dịch cho các bạn luôn rồi mình giải thích cho các bạn nhé. Rồi, cái vị trí thứ nhất là historical. Đây, vị trí số 1 là đây. Đưa xuống đây các bạn nha. Đưa xuống. Đó, cái từ này, cái ô nó nhỏ quá, thầy viết nó không rõ chữ nhưng mà nó có chữ này rồi. Các bạn nhìn vô các bạn thấy. Cái vị trí số 2, attraction. Đây, vị trí số 2. Ok. Đó là từ này. Từ này các bạn. Vị trí số 3, exercise. Đây, vị trí số 3 này. Ok. Vị trí số 4, traditional. Đây, traditional đây các bạn. Traditional, vị trí số 4. Đấy, tất cả các chữ nó đều có rồi nha. Các bạn nhìn vào đây các bạn ghi dễ hơn. Chứ mình thì ghi chữ này khó nhìn lắm. Số 5 là culture, văn hóa. Số 5. Và số 6 là gì các bạn? Handicrafts. Số 6 là đây. Culture là số 5. Và số 6 là handicrafts. Đó. Đó, cái chữ nó hơi nhỏ nhưng mà đề may là ở trên này nó có rồi. Thì các bạn nhìn các bạn thấy rất rõ đúng không? Rồi, thì bây giờ thầy sẽ chúc các bạn, thầy sẽ dịch ra cho các bạn hiểu. Rồi mình vì sao mình chọn chỗ đó thì dịch ra là các bạn hiểu ngay. Một vài người nói rằng, đây để thầy ấy cho to ra các bạn dễ nhìn này. Đây, một vài người nói rằng một nơi tham quan á, một người đáng để tham quan á, một nơi đẹp á, là một nơi nổi tiếng về cái gì các bạn? Về cảnh vật của nó, hoặc nó được biết đến về với tư cách như là một di tích lịch sử. Các bạn để ý này, historical site là một di tích lịch sử các bạn nha. Historical site là một di tích lịch sử. Đó, các bạn nắm như vậy là được rồi. Tôi không nghĩ nó là gì các bạn? Nó có một cái gì quá giới hạn. À, tôi không nghĩ sao? Nó phải là một sự giới hạn đó các bạn. Có nghĩa là không nhất thiết phải là một di tích lịch sử được ghi nhận, mà có thể là nó chỉ cũng có thể là một nơi yên bình mà nó không có tên tuổi mà mình cũng cảm thấy nó đáng để đến. Mỗi người đều có một cái sở thích riêng đúng không nào? Đó, có nghĩa là không có giới hạn các bạn nha. Đây, các bạn nhìn này nha. Trong quan điểm của tôi, hay là theo quan điểm của tôi, một nơi đến tham quan đơn giản chỉ là một nơi mà người đó thích đến đó. Đó vậy thôi, như thầy vừa nói đó các bạn. Nó có thể là một cái vùng núi mà chưa ai biết đến, nó có thể là một cái bãi biển mà ít khách du lịch, nó cũng có thể là một cái cánh đồng bình thường, bình yên vậy thôi. Mỗi người, miễn sao họ thích đến đó là được. Đó, không nhất thiết phải là được ghi nhận là di tích văn hóa lịch sử gì hết các bạn ha. Ok, đó, cái quan điểm của người viết là như vậy. Trong thị trấn của tôi, đây các bạn nha, để thầy đấy để các bạn rõ như vậy nhìn thấy. Công viên trong thị trấn của tôi, công viên là một nơi rất là thu hút. Đó, là một nơi rất là thu hút, hấp dẫn, nó lôi cuốn người khác á. Bởi vì nhiều người thích sử dụng thời gian của họ, là trải qua thời gian của họ ở đó. Có nghĩa là lúc rảnh rỗi gì đó, họ rất là thích đến đó để họ chơi. Nhiều người lớn tuổi thì tập thể dục. Đó, do exercise là tập thể dục các bạn nha. Do exercise này là tập thể dục. Đó, các bạn nhìn đây. Do exercise là tập thể dục. Và gì? Nhiều người lớn tuổi tập thể dục và đi bộ trong công viên. Đi bộ trong công viên. Trẻ em thì chơi game ở đó, trong lúc bố mẹ của chúng thì ngồi và nói chuyện với nhau. Cái nơi thú vị để tham quan khác trong thị trấn của tôi là chợ Hòa Bình. Chợ Hòa Bình. Nó là một cái chợ truyền thống. Traditional market là chợ truyền thống. Nó là một cái chợ truyền thống với rất nhiều thứ để nhìn ngắm. Và tôi thích đi đến đó để mua đồ ăn và quần áo.
và xem nhiều người mua bán. Những khách du lịch nước ngoài cũng thích cái chợ này bởi vì họ có thể trải nghiệm cái nền văn hóa của người Việt Nam, và mua những cái len đó các bạn, và mua những cái len đó để làm quà đó các bạn. Không phải là mua len chung chung các bạn, mà mua vải len này, quần áo bằng len này, và những cái đồ thủ công khác, những cái đồ làm thủ công khác để làm quà lưu niệm đó khi họ đi du lịch đến nước ta đó các bạn, thấy chưa. Như vậy là cái bài tập số 4 này rất là hay, nó liên quan đến cách chúng ta dùng từ và thầy đã dịch ra cho các bạn và thầy giải thích hết rồi. Và hy vọng các bạn thấy video bài tập số 4 này có ích cho các bạn, tốt cho các bạn, và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta đón nhận thêm nhiều cái video hay phía sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn video tiếp theo ở cái phần pronunciation các bạn ha. Rồi, chào các bạn.